20 phút làm chủ thời gian. Harvard Business Review Press, đôi nét về tác giả. Tạp chí kinh doanh Harvard, tiếng Anh Harvard Business Review, được xuất bản từ năm 1922 bởi nhà xuất bản trường kinh doanh Harvard, trực thuộc trường kinh doanh Harvard. Đây là tạp chí nguyệt san dành cho những người hành nghề kinh doanh. Tạp chí được viết dựa trên các nghiên cứu của các chuyên gia và học giả nổi tiếng như Clayton M. Christen, Peter F. Drucker, Michael E. Porter, Rosabeth Mott Cantor, John Hegarty, Thomas S. Davenport, Gary Hamel, C.K. Pahulas, Viray Govindaran, Robert S. Capon và Robert S. Jeffer. Tạp chí có số lượng độc giả lớn và nhiều người trong số đó là các nhà quản lý hay tư vấn cấp cao. Rất nhiều các thuật ngữ và khái niệm về quản trị kinh doanh như toàn cầu hóa đã được xuất hiện lần đầu tiên trong các trang báo của tạp chí này. Hiện tại, tổng số lượng ấn bản bằng tiếng Anh của tạp chí vào khoảng 250.000 cuốn. Tạp chí cũng được phát hành bằng 11 ấn bản khác, trong đó có các ấn bản bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Ý, tiếng Đức và ấn bản bằng tiếng Anh cho các nước Đông Nam Á. Giới thiệu sách. Bạn có quá nhiều việc để làm nhưng lại có quá ít thời gian. Điều đó khiến bạn mệt mỏi, căng thẳng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến thành công của bạn. Mặc dù không thể làm phép để có thêm giờ trong một ngày, nhưng mỗi người đều có thể học cách quản lý thời gian của bản thân thật cẩn thận và hiệu quả, bất kể thời gian có hạn hẹp thế nào đi chăng nữa. Quyển sách này sẽ hướng dẫn thật nhanh những bước cơ bản và các công cụ mà bạn có thể sử dụng để lên lịch cho công việc, sắp xếp những việc cần ưu tiên, xây dựng một kế hoạch để phân phối thời gian sao cho phù hợp với những mục tiêu của bản thân, quản lý thời hạn, deadline công việc, tạo ra một danh sách những việc cần làm chi tiết, hướng đến những nhiệm vụ cần giải quyết, tránh những thứ có thể trên ngang hay làm bạn phân tâm. Mục lục, lời giới thiệu, tại sao chúng ta cần quản lý thời gian, đánh giá bản thân, xây dựng kế hoạch, thực thi kế hoạch, khung thời gian cố định, giữ bản thân theo đúng kế hoạch, đánh giá lại bản thân, nguồn tham khảo, tìm hiểu thêm. Nội dung, tại sao chúng ta cần quản lý thời gian? Tại sao tôi thấy dường như mình chẳng khi nào có đủ thời gian để hoàn tất mọi việc? Có khi nào bạn lặp lại câu hỏi trên thường xuyên chưa? Nếu thế, chắc chắn bạn có rất nhiều thứ để làm. Nào là những công việc hàng ngày, nào là các dự án lớn mà sếp giao phó, chưa kể đến những kỹ năng mới mà bạn muốn học và thậm chí những mục tiêu lớn hơn muốn hoàn thành. Bạn đang quay mòng mòng với một đống công việc, trách nhiệm, dự án và thời hạn hoàn thành. Bạn đang bị ngập trong công việc mà không biết chắc liệu mình có thể giải quyết xong đống nợ này hay không. Bạn có quá nhiều việc phải làm nhưng lại có quá ít thời gian. Dù sao thì số giờ làm việc mỗi tuần cũng chỉ có thế, không nhiều lên mà cũng chẳng ít đi. Khi thời gian dần cạn kiệt mà tiến độ công việc vẫn chậm như rùa, điều đó có thể khiến bạn thấy quá tải. Và thỉnh thoảng, bạn không hoàn thành công việc được giao, bị trễ thời hạn hoặc để một dự án tuột khỏi tay mà vẫn chưa đi tới đâu. Đánh giá bản thân. Bước đầu tiên trong việc quản lý thời gian hiệu quả chính là phải hiểu rõ bản thân. Có lẽ tất cả các bạn đều có hiểu biết cơ bản về những loại hình nhiệm vụ mà mình thực hiện hàng ngày và thời gian cần bỏ ra để hoàn thành chúng. Nhưng giữa những nhận thức và thực tế không phải lúc nào cũng ăn khớp với nhau. Có thể bạn đang đánh giá một sự việc quá cao hoặc quá thấp so với thực tế, và bất cứ thiếu sót nào cũng không giúp bạn tiến bộ được. Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách để kết hợp một kế hoạch mà bản thân đang theo đuổi với một thời gian biểu hữu ích. Sự thật là, việc theo dõi thời gian có thể khiến bạn thấy bận rộn, nhưng số phút dùng cho việc này chỉ là một khoảng thời gian rất nhỏ mà lại vô cùng hiệu quả để có cái nhìn rõ ràng, chi tiết về việc bạn đã sử dụng và hoang phí thời gian của mình như thế nào. Bạn càng nắm rõ thói quen của mình bao nhiêu, bạn càng có nhiều dữ liệu để xây dựng một kế hoạch quản lý thời gian và đưa ra các quyết định xử lý công việc tốt hơn bấy nhiêu. Xây dựng kế hoạch. Trong giai đoạn tiếp theo, giai đoạn xây dựng kế hoạch, bạn sẽ sử dụng những gì đã biết, từ việc theo dõi thời gian để từ đó xây dựng kế hoạch cần thiết để sử dụng thời gian một cách khôn ngoan hơn trong tương lai. Thực thi kế hoạch, khung thời gian cố định. Bạn đã theo dõi thời gian biểu của mình và xây dựng một kế hoạch chi tiết để sử dụng thời gian hợp lý hơn. Bước tiếp theo là đưa kế hoạch vào thực hiện và bám sát vào nó. Bạn sẽ sử dụng một công cụ gọi là khung thời gian cố định. Việc thực thi kế hoạch chắc chắn là phần khó nhất trong quá trình quản lý thời gian. Khi bạn đang phải đương đầu với cả đống nhiệm vụ, mục tiêu, trách nhiệm, họp hành và thời hạn cần đáp ứng, thật không dễ để tuân thủ một cách hiệu quả.
Thật không dễ để tuân thủ một kế hoạch, bất kể là bạn đã xây dựng nó cẩn thận và chi tiết như thế nào. Nhưng nếu bạn áp dụng một phương pháp quy củ hơn, có trật tự hơn và tính toán kỹ càng hơn vào lịch trình hàng ngày của mình, bạn hoàn toàn có thể tuân thủ kế hoạch đã lập ra. Giữ bản thân theo đúng kế hoạch. Để quản lý thời gian hiệu quả hơn, bạn cần chuẩn bị tốt. Một khi đã thiết lập mục tiêu, sắp xếp thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch xong xuôi, bạn sẽ dễ dàng làm theo những gì đã đề ra hơn. Nhưng bạn cũng có thể nói rằng, ngay cả khi đã đầu tư thời gian để chuẩn bị, thì làm theo kế hoạch vẫn không hề đơn giản, cho dù bạn là người cực kỳ quy củ và nghiêm khắc với bản thân. Bạn vẫn thấy mình gặp rắc rối hết lần này đến lần khác, vẫn có những trở ngại trên hành trình của mỗi người, và bạn có thể mắc phải những thói quen xấu. Những điểm yếu và thách thức hết sức phổ biến khi chúng ta bị trệch khỏi những kế hoạch được chuẩn bị tốt, bao gồm thời hạn công việc, thói quen, nước đến chân mới nhảy, và những việc đột xuất, email, họp hành. Để giữ bản thân theo đúng kế hoạch, hãy quản lý những yếu tố này thật tốt. Đánh giá lại bản thân. Quản lý thời gian không phải là một quá trình làm một lần rồi thôi. Ngay cả khi bạn đã theo dõi thời gian của mình, tuân thủ một kế hoạch chi tiết và rõ ràng, sắp xếp các nhiệm vụ và khung giờ cố định, và tránh được những cạm bẫy thường thấy, thì bạn vẫn phải tiếp tục tự đánh giá và đánh giá lại sự tiến bộ của bản thân một cách liên tục. Khi thay đổi những ưu tiên và lịch trình của bản thân, bạn sẽ cần cả hai yếu tố là sự kiên trì và khả năng phản ứng nhanh để giữ mình theo đúng lộ trình đã định. Đây là hai điểm khác biệt giữa người quản lý thời gian xuất sắc và những người quản lý thời gian bình thường. Những người quản lý thời gian xuất sắc không chỉ sắp xếp, lên kế hoạch và tuân thủ kế hoạch mà còn có khả năng ứng biến tuyệt vời. Họ luôn tự rút kinh nghiệm từ sai sót của bản thân và liên tục điều chỉnh. Nếu bạn vẫn cảm thấy mình bị lạc lối, thì hãy thử theo dõi lại thời gian của bản thân một lần nữa. Có thể bạn bỏ sót một số việc ở lần đầu tiên, khối lượng công việc đã tăng lên, hoặc bạn đã lỡ học một vài thói quen xấu từ đâu đó trong thời gian qua. Bất kể là bạn đang đi đúng hướng hay sai hướng, điều quan trọng là không ngừng học hỏi. Vì vậy, hãy thực hiện một số thay đổi, hãy nỗ lực để trở nên tốt hơn, hãy đánh giá bản thân mình nhiều lần, lặp đi lặp lại, một khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Có kế hoạch tốt, có ưu tiên đúng đắn và kiên trì làm theo những gì đã đề ra, bạn sẽ trở thành một người quản lý thời gian cực kỳ hiệu quả.